Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909-242-986 tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Các nước giải cứu ô tô như thế nào? Nhật nhanh nhẹn, châu Âu oằn mình chống dịch. Một số quốc gia đã đưa ra phản ứng vô cùng nhanh chóng. Một số đến bây giờ mới có những động thái đầu tiên, trong khi số ít còn lại đang bận bịu dồn sức cho mạng y tế trước. Trong số các nước sở hữu nền công nghiệp ô tô đứng đầu thế giới, đáng ngạc nhiên là Nhật Bản chứ không phải là Trung Quốc mới đưa ra động thái trợ giúp bằng tiền. Vào giữa tháng 2 năm 2020, một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập với nhiệm vụ trợ giúp các hãng xe và cả phía nhà cung ứng tìm ra phương án đưa dây chuyền sản xuất trở lại bình thường nhanh nhất có thể. Đơn vị này sau khi thu thập thông tin từ bên chính phủ sẽ chia sẻ những gì họ biết tới các hãng xe Nhật, đồng thời hỗ trợ tài chính trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, họ cũng đóng vai trò là cầu kết nối chuỗi cung ứng với nhau, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo lượng linh kiện cần thiết để các hãng xe duy trì sản xuất trong tâm dịch. Ra tay sau Nhật Bản một tháng là Hàn Quốc. Khi đất nước này xác nhận sẽ đẩy nhanh tốc độ thông quan, sắp xếp vận chuyển hàng hóa linh kiện và hỗ trợ thanh khoản cho nền công nghiệp ô tô nước nhà, động thái được nhiều chuyên gia cho là hợp lý và bắt buộc khi mảng này chiếm khoảng 12% lực lượng lao động Hàn Quốc. Tạm thời Hàn Quốc chưa xác nhận hỗ trợ thanh khoản bao nhiêu và dưới hình thức nào. Chỉ biết rằng đây là một phần của gói hỗ trợ khẩn cấp lên tới 50.000 tỷ won, tương đương với 39 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế. Trung Quốc, nơi COVID-19 bùng phát đầu tiên, lại có thái độ dửng dưng tới kỳ lạ với nền công nghiệp ô tô của nước này. Cho dù đỉnh dịch đã trôi qua và các hãng xe đang nỗ lực hồi phục nhanh nhất có thể, chính phủ lại hoàn toàn không có một động thái trợ giúp nào để kích cầu hay hỗ trợ tài chính trực tiếp, vì họ đã chi tiêu quá nhiều cho nỗ lực chống dịch vừa qua, trong khi vẫn giữ nguyên các chương trình hỗ trợ toàn dân quy mô khủng như quỹ xóa nghèo tiêu tốn 16 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Còn Mỹ thì sao? Ford và GM vẫn đang tất bật tìm nguồn tín dụng bên ngoài nhằm hỗ trợ họ đối mặt với giai đoạn đóng băng có thể kéo dài tới tận hết tháng 4 năm 2020. Gói giải cứu kinh tế 2.000 tỷ đô la Mỹ được trình lên Thượng viện Mỹ, nếu được thông qua, sẽ bao gồm một phần nỗ lực giải cứu nền công nghiệp ô tô nước này lần thứ hai chỉ trong vòng vừa hơn một thập kỷ. Trên thực tế, cả ba tập đoàn Detroit là Ford, GM và FCA cũng lo sợ viễn cảnh phải nhờ đến chính phủ bơm tiền sau giai đoạn tái cơ cấu hồi năm 2009, nên chưa lên tiếng yêu cầu bất cứ trợ giúp tài chính trực tiếp nào, mà thay vào đó, họ kêu gọi một yếu tố chung chung hơn là trợ giúp thanh khoản dễ dàng cho cả nền kinh tế. GM hơn ai hết hiểu rõ tác động tiêu cực nếu như phải nhờ đến chính phủ Mỹ giải cứu khi tập đoàn này đã từng được gọi là Government Models khi được bơm tới 50 tỷ đô la Mỹ hồi năm 2009. Đồng thời doanh số tụt giảm thê thảm trong giai đoạn sau đó khiến cho họ mất đi vị trí số 1 toàn cầu mà có lẽ không bao giờ lấy lại được. Trong khi đó tại châu Âu, nơi hiện được coi là tâm dịch COVID-19 mới, thì hầu hết chính phủ các nước vẫn đang bận rộn đối phó với tốc độ lây lan của dịch bệnh mà chưa có động thái cụ thể nào hỗ trợ các hãng xe của mình. Tại Đức, quốc gia sở hữu 3 thương hiệu xe sang đứng đầu thế giới cũng như tập đoàn cạnh tranh vị trí số 1 toàn cầu làng xe với Toyota là Volkswagen mới chỉ tuyên bố rằng sẽ làm mọi cách có thể để trợ giúp nền công nghiệp ô tô nước nhà nếu như các hãng yêu cầu. Tương tự là Pháp với thông điệp y hệt nhưng cứng rắn hơn khi sẵn sàng quốc hữu hóa bất cứ đơn vị nào phá sản. Mercedes đã xác nhận chưa cần tới sự trợ giúp từ bên ngoài. Renault từ Pháp thì cho biết sẵn sàng nhận trợ giúp nhưng sẽ tránh cảnh được chính phủ mua lại. Renault từng được Pháp quốc hữu hóa trong giai đoạn hậu Thế chiến thứ hai và chỉ tư nhân hóa trở lại vào năm 1996 với chính phủ giữ 15% cổ phần. Trong tháng trước, tức tháng 2 năm 2020, Renault đã công bố khoản lỗ đầu tiên trong vòng một thập kỷ ở mức 153 triệu đô la Mỹ. Phần chung, các hãng xe châu Âu đều có chung một nhận định rằng Liên minh châu Âu có thể trợ giúp họ gián tiếp vượt qua được thời kỳ khó khăn bằng cách tạm thời nới lỏng các quy định khí thải cũng như là mức phạt tương ứng, siết chặt dần theo từng năm. Quang Phong, Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.